Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Xe Cỏ Hải Dương. Ngày hôm nay thì em xin được trân trọng và giới thiệu tới anh em một mẫu xe Mercedes E280 đời 2007 anh em nhé. Chiếc xe này thì được mang biển số là 30A74119, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2025. Xe này thì bác chủ xe đòi biển để về định danh rồi, cho nên là bây giờ bác là mua chiếc xe của bên em về là các bác chỉ việc bấm biển ra tên thôi nhé. Giá bên em đang chào bán là sập sàn chỉ còn 165 triệu đồng. Về tình trạng xe cam kết với anh em là không tai nạn đâm đụng và không ngập nước. Máy số gầm bệ cực chất. Đó, chỉ 165 triệu đồng thôi là các bác có thể sở hữu được một mẫu xe mua mới gần 2 tỷ đồng. Mẹt E280. Mẹt E280 là cao cấp hơn cả mẹt E200 anh em nhé. Đấy, còn đâu về form dáng thì nó giống như mẹt E200 đời 2007-2008. Và con mẹt E280 này là option bên trong nội thất là nó được cải tiến khác hoàn toàn với mẹt E240 và E280 thế hệ form này 4 này 5 rồi. Đời 2007 là vô lăng của nó là vô lăng 4 chấu, vô lăng đẹp như thế này rồi. Đấy, và cửa sổ lóc là cửa sổ lóc đôi. Đó, và toàn bộ hệ thống nội thất bên trong mẹt thì nó rất là cao cấp. Từ những cái ghế da là cũ theo thời gian đây. Đây là cái vết cũ nhất toàn bộ hệ thống ghế của xe. Đó, vẫn có ga tự động, vẫn có vô lăng chỉnh điện, đèn pha auto, gạt mưa auto. Đây, những cái nút này nó vẫn còn hoạt động rất tốt nhá. Phun rửa đèn pha. Ghế chỉnh điện, phun hướng, nhớ ghế, gương kính chỉnh điện, cốp mở điện. Nói chung là option thì tương đối đầy đủ luôn. Đấy, xe thì có cả màn hình ở phía sau này. Có cửa gió điều hòa phía sau này. Mọi thứ là sàn vẫn là nguyên zin, nội thất nguyên bản nhá. Đây, ghế da sau đẹp như này. Có 165 triệu đồng thôi, bác nào mà đi quen những dòng mẹc rồi mà các bác đợt này đang khó khăn về kinh tế thì các bác có thể mua con này để đi tạm được. Bởi vì cái cảm giác ngồi lên xe đi nó vẫn là chất xe của Đức, vẫn rất là chắc chắn, đầm chắc, cách âm chống ồn rất tốt. Đó, sơn xi màu đen nhé. Giá 165 triệu đồng, bây giờ nó hết giá trị khấu hao rồi. Và con này thì cũng còn khá là chất lượng anh em ạ. Ghế phụ của xe đây còn đẹp như này. Đây, ghế phụ nó, ghế da của nó là ghế da múi, ghế da xịn luôn. Đây, tem mác, bản nề, mọi thứ là còn nguyên bản đây. Đây, trần hai cửa sổ lóc. Hai cửa sổ lóc gọi là cửa sổ lóc đôi. Táp ly tươi rói rói luôn, đúng không ạ? Táp ly tươi rói luôn. Anh em ở khu vực phía Bắc có thể qua trực tiếp cửa hàng em để xem xe và chạy thử và trải nghiệm chiếc mẹt E280 này. Và các bác ở xa thì có thể yên tâm mà chốt cọc nhé. Bên em có cam kết với các bác bằng văn bản là sẽ không có đâm đụng ngập nước. Đấy, đóng mở cửa rất chắc chắn và có cả rèm che nắng ở phía sau này. Đấy, con này thì động cơ máy nó là 3.0 cho nên là nó hơi tốn xăng, nhưng mà đổi lại là đi cực sướng anh em nhé. Máy 3.0 V6 đi rất đầm, rất chắc. Cách âm chống ồn thì cực kỳ tốt. Mà option thì rất là nhiều. Ở cửa tiền 165 triệu thì em khẳng định với anh em trong phân khúc sedan thì mẹt E280 vẫn là một cái mẫu xe là vừa thương hiệu này, vừa có cái cảm giác đi rất sướng. Đầu là đầu hình chữ V nhọn lên, vút nhọn lên phía trước rồi. Dòng này nó có một cái nét đẹp rất riêng biệt. Nếu mà cách đây tầm khoảng 5 năm về trước nhìn con mẹt E280 này nó đẳng cấp lắm. Nhìn nó có cái nét đẹp thôi rồi. Nếu mà cách đây tầm khoảng 5 năm về trước, nhưng mà bây giờ thì nó hơi cổ rồi. Nhưng mà cổ nó vẫn có nét đẹp của nó. Odo chạy được 14 vạn km. Máy nổ rất tròn tiếng nhá. Ở đây nó đang hiện cái đèn check do một vài cái cảm biến của xe nó bị lỗi. Cái đó có thể thay được. Điều hòa auto này. Màn hình nguyên bản theo xe này. Và tất cả những cái chi tiết bên trong táp lô thực sự là nhìn vẫn còn rất là cao cấp, đúng không ạ? Vẫn rất là sờ, vẫn rất là zin. Đó. Con này chạy đường, anh em mà đi đường hỗn hợp nó loanh quanh tầm khoảng 10 cho đến 13 lít xăng trên 100 cây. Đây, máy nổ rất êm nhá. Máy nổ cực êm luôn. Số má thì mượt mà. Đây ạ. Một chiếc xe cũng khá nhiều năm tuổi rồi. Từ năm 2007 đến giờ khá nhiều năm tuổi rồi. Nhưng mà các bác nhìn đây, máy vẫn rất là khô luôn. Máy rất khô và lổ cũng rất là êm.
Dòng này thì được cái là bộ phụ tùng ấy, đồ đạc phụ tùng thì bây giờ cũng sẵn rất là nhiều. Bảo trì bảo dưỡng những dòng xe mẹt e đời 2007 này thì nó cũng đơn giản thôi, không có gì quá cầu kỳ và khó khăn cả. Đây, máy khô đét luôn, 165 triệu, giá quá hợp lý luôn phải không ạ? Nếu mà cùng tầm thời điểm này năm ngoái thì chiếc mẹt E280 này là thị trường đang bán ra ở cái giá tầm khoảng trên 250 triệu. Đến thời điểm bây giờ thì nó xuống luôn còn 165 triệu, phải nói thực sự quá hợp lý luôn. Và các bác nhìn cho em mà cái form xe này nó không đâm va gì, cho nên là nhìn cái form xe nó rất là căng nhá. Na răng sơn đen bóng, lốp náp thì cũng còn tương đối dày cả dàn. Sơn xi căng bóng luôn, gương tích hợp trên xi nhan. Đèn pha nó là đèn pha tự động anh em nhá, gạt mưa nó cũng là gạt mưa tự động luôn. Đó, chưa có một cái điểm gì để chê em nó từ năm 2007 đến giờ, nhưng mà để mà kiếm được một chiếc xe cứng cáp như thế này là quá ok rồi đúng không ạ? Còn đâu về thống gầm của nó thì các bác yên tâm luôn, gầm của nó là thép không gỉ, gầm nó khá là sáng. Đấy, của bô là của bô kép nhá. Đây, gầm từ A tới Z là nó phẳng lì luôn này. Đấy, và xe thì dẫn động bằng cầu sau. Đây, em sẽ cho anh em xem qua luôn cái phần cốp của em nó đây, cốp mở điện này. Đó, cốp rất rộng nhá, vì đây là mẫu xe nó nào thuộc phân khúc xe hạng D, mẫu xe cao cấp. Bình ắc quy treo phía sau, lốp sơ cua dự phòng, kích mọi thứ đầy đủ hết rồi. Đấy, con này anh em mua về là chỉ việc đổ xăng và đi thôi, đổ xăng và đi thôi, không cần phải làm gì nữa. Nên em sẽ bây giờ chạy cho các bác xem một chút về em mẹ E280 này. Dòng này thì chúng ta cứ lên xe là thắt dây hoàn toàn là đi thôi. Dạ. Vào số D này, bật điều hòa một chút cho nó mát. Đấy, bác nào đang đi quen cái dòng xe của Đức, những cái dòng xe tiền tỷ rồi, một tỷ hơn, một tỷ kém rồi, mà các bác muốn ôn lại cái kỷ niệm của một chiếc mẹt huyền thoại này, hoặc anh em mà đang khó khăn về kinh tế thì cần có mẫu xe đi tạm nhưng mà vẫn có được một cái chất xe hoàn toàn là không bị nhàm chán như những dòng xe của Hàn Quốc, thì các bác hướng tới dòng E280 này, chấp nhận là tốn xăng và chấp nhận là phụ tùng của nó sẽ đắt đỏ hơn một chút, nhưng mà đi lại thì vẫn rất là ok, vẫn rất là an toàn và yên tâm. Đợt này thì bác chủ xe cũng bảo trì bảo dưỡng hết rồi, cho nên anh em mua về thì mai này chúng ta sử dụng mà có hỏng hóc gì, hỏng hóc phát sinh gì thêm thì chúng ta có thể bảo trì bảo dưỡng thay thế cái đó đi thôi. Chạy vẫn rất là mượt nhé, chạy cực mượt luôn. Khẳng định với anh em cầm 165 triệu đồng mà xuống chạy thử con này của em thì các bác sang những dòng xe hơn 300 thì chạy chưa chắc đã có cảm giác sướng như con này của em luôn. Mẹ E280 nó vẫn là cái tên gọi khá ấn tượng đối với những dân chơi bim chơi mẹt. Đi vẫn rất sướng, rất an toàn về những hệ thống phanh rồi thước lái của nó vẫn rất là ok, chuẩn chỉ, chạy chắc chắn. Đấy, gạt mưa là gạt mưa tự động nhé. Cửa sổ nắp đôi này mà mở ra thì rất là thoáng luôn. Mọi cái chức năng cửa lock của liếc vẫn hoạt động hết bình thường, ghế điện phun tất cả các hướng hoạt động hết, nâng hạ kính mọi thứ là hoạt động hết. Nói chung là những cái chức năng mà cần thiết để phục vụ mình, những chức năng quan trọng ở chiếc xe này thì nó vẫn còn đầy đủ hết, vẫn hoạt động hết anh em nhé. Và một lần nữa thì cảm ơn anh em đã luôn theo dõi và đồng hành cùng kênh Siêu Xế Cỏ Hải Dương trong suốt thời gian vừa qua. Bây giờ thì em xin được kết thúc video clip tại đây. Và anh em nào đang quan tâm đến tất cả những dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng thì có thể ấn nút đăng ký theo dõi kênh để có thể được cập nhật và được theo dõi thường xuyên tất cả những mẫu xe về mới nhất từ cửa hàng bên em. Hoặc là anh em nào chúng ta có nhu cầu muốn đổi xe thì cũng có thể liên hệ với em nhé. Và bây giờ thì xin chào tất cả các bác.